cầm máy lên đây. Chúng ta đang đến với những trực tiếp tại sân vận động Thống Nhất để chuẩn bị theo dõi trận cầu sở hữu của ca thủ Lucky và ca thủ Sông Dương FC. Trận đấu này trang phục hoa văn trắng xanh sẽ là trang phục thi đấu của ca thủ Sông Dương. Trong đó ca thủ Lucky sẽ đấu với trang phục sắc vàng xanh. Như vậy tiếng còi cũng đã cất lên và hiệp 1 của cuộc so tài giữa ca thủ Lucky và ca thủ Sông Dương cũng đã chính thức được bắt đầu. Một trận cầu hấp dẫn mà cao thủ Lucky cũng như là Sông Hương cống hiến cho quý vị khán giả. Đây là trận đấu diễn ra ở trong một trong những mặt sân được đánh giá là tốt nhất ở tại thời điểm này. Sân bóng có mặt cỏ chất lượng hàng đầu Việt Nam. Đánh đầu! Một tình huống tấn công và ghi bàn rất sớm dành cho cao thủ của Sông Hương. Pha bóng khá tốt. Đó là một tình huống đánh đầu để khiến cho hệ thống phòng ngự của cao thủ bên phía Lucky bị đánh bại hoàn toàn. Pha treo bóng của Quốc Soccer. Lại cơ hội nữa. Tình huống tấn công dành cho cao thủ Sông Hương. Chuyện gì đang xảy ra về hệ thống phòng ngự của cao thủ Lucky? Họ đã để cho đối phương ghi hai bàn thắng liên tiếp. Cùng với một con người và cùng với một số chính xác, người ghi bàn đó là cầu thủ mạo số 4 tấn lộc của cao thủ Sông Hương. Không phải, đó là cầu thủ mang áo số 1. Quốc Soccer. Vẫn còn cơ hội. Và đó là 3-0. Rất khó hiểu. Số 21. Lần này người ghi bàn là cầu thủ mang số 21 Thành Tín của cao thủ bên phía Sông Hương. Đang là thời điểm thực sự khó khăn đối với phần còn lại của Lucky. 3-0 rồi. Đều đã bị các cầu thủ Sông Hương vượt qua một cách rất nhanh. Điểm 4-0 dành cho cao thủ của Sông Hương. Chuyện gì đang xảy ra? Thực sự là quá khó chịu ở trong những tình huống tấn công của cao thủ Sông Hương. Lần này là Chí Tài, người giúp cho bàn tỷ số của chúng ta có bàn thắng thứ 4. Hội phản công dành cho cao thủ Lucky và xẻ đách khá hay. Khá nguy hiểm, như vậy là đã có bàn thắng dành cho cao thủ của Lucky. Sau những cơ hội, họ đã có được bàn thắng để rút ngắn khoảng cách còn 1-4. Họ xoay sở khá tốt.
sẽ có những sự thay đổi người cho cao thủ của số 18 của sông Đồng. Ra ngoài. Vẫn còn. Đó là tình huống thành tốn xe đầu bay. Đánh đầu. Nó hơi nhẹ quá rồi. Dành cho thủ mang áo số 73 của xe đầu bảy, và trước đó là cả tình huống thứ hai của Tiến Hô Dây. Chúng ta sẽ đến với tình huống đá phạt góc của cao thủ bên phía Lucky. Cơ hội rất nguy hiểm. Tình huống sửa bóng ra ngoài của Chí Tài. Khá tiếc cho nó Chí Tài, thì vừa rồi lại không có bàn thắng dành cho anh. Cơ hội phản công thành công, không thành công. Deco vẫn có cơ hội dành cho Deco, và đó có bàn thắng dành cho số 8 của cao thủ bên phía Song Hương. Trong đó thì cao thủ của Lucky cho rằng Deco đã vi phạm lỗi. Xin lỗi, lỗi việt vị. Nhưng trọng tài thì nói không. Đây là pha bóng mà cao thủ bên phía Song Hương đã tấn công. Đúng là Deco đã thoát xuống từ tuyến tiền vệ. Lỗi rồi. Sẽ có đá phạt cho cao thủ của Lucky. Vị trí đá phạt ở ngay trên vạch vôi trắng vòng cấm 16m50. Vị trí đá phạt này của cao thủ bên phía Lucky có được tận dụng thành công hay không? Nguyên Basio là một trong hai cầu thủ đang đứng trước quả đá phạt đây, nguy hiểm. Và phản xạ tốt dành cho thủ thành của cao thủ bên phía Song Hương. Cú đá phạt của Nguyên Basio thả bóng là khá nhẹ. Tuy nhiên lại không thành công, cơ hội dành cho Song Hương. Ngay sau khi mà cao thủ của Lucky bỏ lỡ ở cho vị trí đá phạt của mình thì họ đã phải nhận bàn thua thứ 7. Pha lập công của số 24. Làm gì đây? Chí Tài, Hiếu Rambo. Cánh phải của Hiếu Rambo, Chí Tài.
Pha chạm bóng hơi thiếu cảm giác của số 5, số 14. Vẫn còn sóng gió chưa trôi qua, thoát xuống hay. Liệu có cú dứt điểm? Lỗi rồi và có penalty dành cho tình huống vừa rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là người thực hiện quả đá pen này. Sẽ là một thử thách dành cho thủ thành của cao thủ bên phía Lucky. Như vậy Sĩ Ben sẽ là người thực hiện quả đá penalty này. Sĩ Ben và thủ thành màu số 1 Tuấn Anh. Sĩ Ben rất chính xác, bàn thắng dành cho cầu thủ màu số 12 của cao thủ bên phía Lucky để nâng tỷ số lên là 8-2. Trên trận penalty thì CBN đã không có gặp bất cứ một sai số nào. Soccer. Cú dứt điểm từ xa. Bàn thắng dành cho Quyết Soccer. Pha lập công quá khó chịu đến từ cầu thủ báo số 15 của cao thủ bên phía Song Hương. Chuyền vào của Phong Già. Phía trong khá ít những đối tác dành cho Phong Già. Tấn Lộc. Đường chuyền pha bỏ lỡ của Chí Tài. Tấn Lộc là người đã soạn cỗ ở tình huống vừa rồi nhưng Chí Tài lại không tận dụng thành công. Thoát xuống khá nhanh của Tấn Lộc và một đường chuyền có cảm giác tốt. Ta đang đến những phút cuối của trận đấu của số này giữa hai đội. Vẫn còn cơ hội nữa dành cho Tấn Lộc và các đội. Sĩ Ben lần này là lỗi Việt Vị mất rồi. Quá đáng tiếc. Hai pha bóng liên tiếp mà Tấn Lộc đã thoát xuống để khiến cho hệ thống tấn công của các thủ bên phía hệ thống phòng ngự bên phía Lucky gặp những sai số. Đợi như vừa rồi nó cũng không phải điều gì đó quá to tát. Tấn Lộc. Sĩ Ben pha thoát xuống nguy hiểm. Bóng vẫn chạy ra ngoài. Tấn Lộc đã nhả bóng khá tốt dành cho người đội của mình Sĩ Ben.
số 12 lại. Bấm 9 của đấu thứ hai và bây giờ có lẽ là chúng ta chờ tiếng còi chất lên chờ trận đấu này mà thôi. Phản công rất nhanh ở hành lang cánh trái. Có cơ hội cho Phong Gia. Vẫn còn Phong Gia. Bóng 2 của Tuấn sẽ đấu 7. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý còn lại trong trận đấu này. Và trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu của cao thủ Song Hương và Lucky trong buổi chiều ngày hôm nay tại sân bóng đá sân vận động Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và tỷ số chung cuộc là 9-2 nghiêng về các cầu thủ của Song Hương. Một cuộc sân này mà họ đã có màn mở màn rất nhanh. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta cũng sẽ phải tạm chia tay nhau ở đây và gặp lại quý vị ở khung giờ 17:30, 18:00 và 19:00. Và bây giờ tôi là anh Yên cùng anh em ekip thân ái chào tạm biệt.